một gam màu xanh lục tươi sáng của Phan Thiết. Đây là một gam màu rất hiếm có. Aruvi xin kính chào quý anh chị, tiếp tục với series giới thiệu những viên đá quý đẹp và lan tỏa niềm đam mê đá quý. Ngày hôm nay tôi xin được giới thiệu tới quý anh chị một số viên ngọc đẹp mà Aruvi đã săn tuyển được trong chuyến đi mỏ lần này. Những viên sapphire độc lạ, aquamarine hàng tiêu chuẩn quốc tế hay những viên spinel đỏ rực rỡ. Và sau đây tôi xin giới thiệu chi tiết từng sản phẩm để cho quý anh chị mình cùng chiêm ngưỡng và lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp nhất để lên trang sức. Đầu tiên là một viên sapphire vàng. Viên sapphire có gam màu vàng đồng tự nhiên 100%. Viên sapphire được xuất xứ tại Sri Lanka. Đây là một gam màu độc lạ và siêu hiếm. Viên sapphire này có trọng lượng 3,71 cm với kích thước chiều dài là 10,4, chiều rộng 8 và chiều cao là 4,7 mm. Viên sapphire có đủ đáy, có độ chiếu long lanh toàn viên, độ lành sạch cao và không có dạng vỡ thô. Viên sapphire hoàn toàn tự nhiên 100%, chưa qua bất kỳ xử lý nào. Đây là một viên đá rất đáng để sưu tầm và sở hữu. Xin mời quý anh chị cùng tham khảo. Viên sapphire này có giá 66.780.000 đồng. Tiếp đến là một viên đá aquamarine. Viên aquamarine có gam màu xanh biển hoàn toàn tự nhiên 100%. Và viên đá này được xuất xứ tại vùng đất Thanh Hóa. Viên đá có trọng lượng 4,17 cm với kích thước chiều dài 9,4, chiều rộng 9,2 và chiều cao là 7,3 mm. Đây là một viên aquamarine có giác cắt tiêu chuẩn quốc tế, có độ tinh khiết cao và độ lành sạch 99%. Hình khối cushion phù hợp cho quý anh chị lên mọi loại trang sức như nhẫn, mặt dây hoặc là lắc tay. Và viên đá aqua này có giá 25 triệu đồng, xin mời quý anh chị cùng tham khảo. Tiếp đến là một viên sapphire vàng siêu VIP. Và viên sapphire vàng này có trọng lượng là 5,58 cm, với kích thước chiều dài là 10,8, chiều rộng là 9,1 và chiều cao là 7 mm. Đây là một viên sapphire hoàn toàn tự nhiên 100%, chưa qua bất kỳ xử lý nào. Viên đá có hình khối tiêu chuẩn quốc tế với các giác cắt sáng bóng, đủ đáy và độ chiếu long lanh toàn viên. Viên sapphire có độ tinh khiết cao và độ lành sạch 99%. Đây là một viên sapphire cực kỳ VIP, rất đáng để sưu tầm và sở hữu. Xin mời quý anh chị cùng tham khảo. Viên sapphire có giá 195.600.000 đồng. Tiếp đến là một viên sapphire xanh lục được xuất xứ tại Phan Thiết. Viên sapphire hoàn toàn tự nhiên 100%, chưa qua bất kỳ xử lý nào. Gam màu sáng của Phan Thiết như thế này rất là hiếm có. Viên đá có khối đẹp và giác cắt tiêu chuẩn quốc tế. Viên sapphire này có trọng lượng 6,02 cm, với kích thước chiều dài là 10,4, chiều rộng 9 và chiều cao là 7,7 mm. Viên đá này có hình khối cushion. Đây là một hình khối có thể lên được mọi trang sức như nhẫn nam, nhẫn nữ hoặc mặt dây. Viên sapphire có giá 120.400.000. Xin mời quý anh chị cùng tham khảo. Và cuối cùng là một viên spinel. Và viên đá spinel này được xuất xứ tại vùng mỏ Lục Yên. Viên đá có trọng lượng 3,18 cm, với kích thước chiều dài là 10,4, chiều rộng 8,3 và chiều cao là 4,9 mm. Viên đá có đủ đáy, độ chiếu long lanh toàn viên. Đây là một viên spinel được chúng tôi tuyển chọn rất kỹ càng về màu sắc cũng như chất lượng. Viên đá có giá 146 triệu, xin mời quý anh chị cùng tham khảo. Anh chị có thể đến xem hàng trực tiếp tại 11 lô 6 đền Lứa 2, Hoàng Mai, Hà Nội, hoặc có thể truy cập website lv.vn để tham khảo rất nhiều sản phẩm đá quý, đá phong thủy đẹp. Cảm ơn anh chị đã xem hết video.